Thưa quý vị, hôm nay là ngày 22 tháng 8 và trên các mặt báo số ra hôm nay có những bài viết nào đáng chú ý. Mời quý vị của chúng tôi điểm qua trong một điểm báo. Theo quy định mới thì học viên học lái xe phải có 41 giờ và 290 km học lái xe trong sa hình hay còn được gọi là thực hành lái xe trong sân tập lái. Tuy vậy, một số ý kiến cho rằng trong sa hình thì không có chứa ngại vật, không thể lưu thông tốc độ cao. Theo báo điện tử VOV, thì quy định này đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Để đạt được con số là 290 km trong sa hình sẽ tốn rất nhiều thời gian, nên cần phải giảm thời gian học trong sa hình. Thay vào đó là dành thêm thời gian học ngoài hiện trường sẽ góp phần nâng cao về kỹ năng cho học viên học lái xe. VOV cũng trích dẫn một số ý kiến cho rằng sự mất cân đối về quy định thời gian thực hành lái xe trên sa hình và đường trường không chỉ làm khó cho giáo viên, người học mà còn gây mất thời gian và ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Và đây cũng là vấn đề mà hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam đã gửi bộ giao thông vận tải khi mà sửa đổi thông tư số 12 về việc đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe xe cơ giới đường bộ câu chuyện rút bảo hiểm xã hội một lần có sự gia tăng là vấn đề được các ban ngành rất quan tâm và tìm ra giải pháp trên báo điện tử vn express thì đã phản ánh tình trạng hiện nay nhiều lao động cho rằng không nhận được trợ cấp một lần tiền cũng bị giảm khi mà luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực vậy nên họ đã chủ động nghỉ việc để hưởng chạy luật theo ghi nhận, thì khi dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi lấy ý kiến, cũng là lúc các trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn nhận được nhiều cuộc gọi hỏi về việc rút bảo hiểm xã hội một lần. Báo điện tử VN đề cập, với nhiều người thì việc tuyên truyền hầu như không có tác dụng bởi rút một lần là mục đích họ hướng đến. Chỉ khi nào bản thân có trải nghiệm không tốt mới chấp nhận. Nhiều trung tâm gặp trường hợp người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần xong, rồi đến hỏi có thể nộp lại số tiền đã nhận hay không để sau này hưởng lương hưu. Xong, lúc này đã muộn bởi quy định hiện hành không cho phép. Một bài viết đáng chú ý liên quan đến giáo dục được đăng trên báo trực tuyến Vietnamnet thưa quý vị trước đây liên quan và quan điểm sách giáo khoa là pháp lệnh đã được đề cao tuy nhiên khi mà bộ giáo dục đào tạo đã thực hiện nguyên tắc là một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa đồng nghĩa là xóa bỏ hoàn toàn quan điểm này báo điện tử vnnet có thì có một bài viết đó chính là phá bỏ sự lệ thuộc vào sách giáo khoa là điều tất yếu theo việt nam nét thì điều này đồng nghĩa với việc giáo viên sẽ dạy học theo chương trình không phải theo sách giáo khoa ưu điểm của quan điểm này đó là khi dạy học theo chương trình thì giá trị cao thấp và những bất cập trong sách giáo khoa cũng sẽ không là rào cản trở quá lớn đối với người dạy và người học nhiều ý kiến cũng ủng hộ quan điểm có thể dùng sách giáo khoa như là một học liệu và một cơ sở giáo dục có thể dùng nhiều bộ sách miễn là phù hợp với học sinh việc này tạo ra cạnh tranh lành mạnh trong giáo dục cạnh tranh về giá cả chất lượng nội dung miễn là bám vào chuẩn đối với khung chương trình làm chung một bài viết trong lĩnh vực kinh tế mà quý vị có thể tìm đọc. Doanh nghiệp hiện đang rất kháng vốn, trong khi tăng trưởng của các ngân hàng vẫn khó khăn. Đó là nghịch lý đang diễn ra hiện nay. Vậy bài toán này thuộc về bên nào? Bài viết trên báo Kinh tế và Đô thị. Từ nhiều năm nay, thì việc doanh nghiệp luôn kêu khó tiếp cận vốn ngân hàng, trong khi ngân hàng nói rằng lúc nào cũng thoải mái để cho vay. Theo báo Kinh tế và Đô thị, để song hành lại là bài toán cực kỳ nan giải giai đoạn vừa qua có rất nhiều rủi ro, vậy nên ngân hàng phải chặt chẽ hơn trong các thủ tục, sâu sắc hơn đối với nội tại của doanh nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề thủ tục có những chỗ cần nới, có những chỗ cần chặt, chứ không phải cái gì cũng chặt quá. Ngoài giải pháp từ ngân hàng, cần có sự phối hợp đồng bộ từ các chính sách khác như là xử lý triệt để các vấn đề tồn tại của thị trường bất động sản, trái phiếu, doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh cả hai phía cung cầu tín dụng.